Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một gương cựu chiến binh vượt khó vươn lên làm giàu ở xã Chư Cần Nia. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian phục vụ trong quân đội, khi trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Trịnh Văn Côn ở thôn 12 xã Chư Cần Nia lại tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và đóng góp công sức để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cựu chiến binh Trịnh Văn Côn nhập ngũ năm 1986. Năm 1989, ông xuất ngũ. Đến năm 1997, ông đưa gia đình vào Tây Nguyên và chọn vùng đất Chư gần Nia làm nơi an cư lạc nghiệp. Buổi đầu lập nghiệp, cuộc sống nơi vùng đất mới hết sức khó khăn, thiếu thốn nhưng với bản lĩnh đã được tôi luyện trong quân đội cùng ý chí tự lực tự cường của người lính cụ Hồ đã giúp ông vượt qua khó khăn vươn lên phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng. Ban đầu với số vốn ít ỏi, gia đình ông chỉ mua một mảnh đất nhỏ để trồng hồ tiêu, chắt chiêu giành dụng tích góp được một chút vốn liếng, ông mua thêm đất rẫy và mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế VAC với diện tích 2,6 ha nhờ nguồn thu từ mô hình VAC trừ đi các khoản chi phí, gia đình ông thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Cái xa quê vào và làm kinh tế thì cũng cái trước hết là phải cần cù, chịu khó. Thế thì mình sáng tạo, tìm hiểu rồi sáng tạo chuyển đổi vẫn nuôi cây trồng. Thật đầu tôi cũng làm mía rồi đấy Tây Nguyên nó cũng có những nhà máy mía. Tôi cũng làm mía nhưng mía thì không ngọt sau rồi dần dần cơ chế thị trường nhà nước mở cửa thì phát triển cây hồ tiêu với lại cây cây công nghiệp nói chung ấy. Thì cây tiêu nó riêng thì là gia đình cũng chuyển đổi cây cơ cấu và nuôi cây trồng. Thì cũng cũng được mấy năm giá cả nó cũng phù hợp với người dân cho thu nhập nó cũng khá khá tí. Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Trịnh Văn Côn còn tích cực tham gia các phong trào do hội cựu chiến binh xã Chư Cờ Nia cũng như chính quyền địa phương phát động. Ông thường xuyên giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm để động viên các hội viên tham gia phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, ông luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của một người lính cụ hồ trong việc giáo dục con cái luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của gia đình ra sức học tập, lao động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. đồng chí côn ở thôn 12 là là đồng chí cũng phát huy được bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ, đồng chí đã vươn lên làm giàu chính đáng. tại vì từ lúc mới vào thì cũng gặp nhiều khó khăn, đến giờ phút này thì đồng chí cũng đã cùng vợ con, cùng đồng chí đồng đội trong tri hội đã vươn lên làm giàu chính đáng. bây giờ có được một cái cơ ngơi thế này thì cũng rất là xứng đáng là một cựu chiến binh trong tri hội. Phát huy tinh thần sung kích của người lính cụ Hồ, cựu chiến binh Trịnh Văn Côn không chỉ hoàn thành tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, mà sau khi trở về địa phương, ông vẫn luôn phát huy tinh thần ấy để phát triển kinh tế, tham gia hoạt động xã hội, xứng đáng là cựu chiến binh tiêu biểu về tinh thần vượt khó, năng động, sáng tạo trên trận tuyến mới, là phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình truyền hình của Đài truyền thanh truyền hình huyện Trư Rút ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.